Lá sen đã bị mang thì phải làm sao? Khi bạn bước ra vườn sen đá mà thấy những cái lá sen đá nó mềm như thế này nè. Hoặc là teo tóp như cái em sen đá gốc này. Hoặc là thấy trái lá như thế này. Như thế này. Thậm chí là nó như thế này. Thì cái việc cần làm của chúng ta đó là sờ vào cái giá thể xem cái giá thể nó có khô hoàn toàn hay là ẩm ướt nè. Nếu mà cái giá thể nó khô queo á thì việc của chúng ta chỉ đơn giản là đi tưới nước thôi. Tại vì sen đá bị mềm lá là do nó bị hết nước á, nó bị teo lại. Cho nên là các bạn chỉ việc là đi tưới nước thôi. Nhưng mà có những cái trường hợp mà khi mà các bạn tưới nước rồi, sau khoảng một ngày mà cái lá nó không có cứng cáp trở lại á, nó vẫn mềm luôn á, thì mình nên kiểm tra lại phần rễ nha. Có thể là một số cây sen đá cái rễ nó bị hư, nó không hút nước được á. Trong trường hợp mà cái rễ nó bị hư, bị thối á, thì mình có thể là mình bỏ đi cái phần rễ cũ, sau đó là mình xử lý lại giống như là mình mới mang về á, thì cái rễ mới ra nó sẽ khỏe hơn và nó hút nước được. Rồi, đó là cái cách của tôi khi mà xử lý sen đá bị mềm lá đó. Bạn nào có cách khác nào hay hơn không? Chia sẻ cho tôi với nha.